Gabrielle Jocheau, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Hollywood đã từng chạm trán tử thần khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thành công. Và trải nghiệm sâu sắc này đã khiến ông tìm thấy mục đích nhân sinh chân chính của đời mình. Ông Gabrielle Jocheau, năm nay 53 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chính thống giáo ở Úc và là người gốc Hy Lạp. Ông ấy đã làm việc ở Hollywood hơn 30 năm và sự nghiệp của ông ấy rất thành công. Có thể nói, ông cũng là một ngôi sao có tiếng tăm trong giới. Những đại minh tinh Hollywood từng làm việc với ông ấy bao gồm Keanu Reeves, Drew Barrymore, Cate Blanchett, Jessica Biel, Joe Stefani và Robert Downey, và có quá nhiều ở đây không thể kể hết ra. Ông ấy cũng thành công không kém ở Bollywood, Ấn Độ, hợp tác với một số ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất ở đó như Deepika Padukone, Asin Wari, Rai Bachchan, Priyanka Chopra Jonas, Kareena Kapoor Khan cùng những người khác. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về câu chuyện ly kỳ của nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Hollywood, ông Gabrielle Jocheau. Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Hollywood, ông Gabrielle Jocheau nói với The Epoch Times: "Sắc đẹp thực sự có một năng lượng và được kết nối với các vị thần. Nếu bạn khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau, bạn sẽ thấy rằng khi bạn tín ngưỡng thần minh, bạn sẽ sáng tạo ra những điều tốt đẹp, cho dù đó là kiểu tóc, trang phục hay kiến trúc, hay là những gì hài hòa với môi trường của bạn. Nhưng tôi thấy rằng trong thời đại ngày nay không có nhiều điều tốt đẹp như vậy. Thế giới đầy rẫy những thứ xấu xí, thậm chí còn thịnh hành hơn cả những điều tốt đẹp, như quần áo, đồ tóc, trang điểm, những gì tạp chí đăng tải và những thứ mà thế giới thời trang gọi là hay. Tất cả chỉ là suy đồi hơn hoặc xấu xí hơn, hoặc khiến người ta mất tinh thần hơn. Vì vậy, tôi hiếm khi làm những việc như thế. Trong công việc, tôi chú trọng nhiều hơn đến chất lượng và lấy vẻ đẹp làm gốc. Tôi thấy rằng dù tôi làm kiểu tóc nào, phá cách, mới lạ hay đơn giản thì đều đẹp và hài hòa." Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Hollywood Gabrielle Jocheau cũng đã tạo phong cách cho các ngôi sao trên thảm đỏ trong lễ trao giải quả cầu vàng, giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh và Liên hoan phim Cannes. Ông ấy hiện đang tham gia sản xuất bộ phim bom tấn hành động Bollywood Fighter với sự tham gia của Deepika Padukone, siêu sao Hriti Roshan và ngôi sao điện ảnh gạo cội Anil Kapoor. Vào cuối năm 1990, ông Jocheau là một trong 10 nhà tạo mẫu tóc hàng đầu ở Los Angeles. Vào thời điểm đó, ông ấy giàu có, thành đạt và là người có địa vị trong xã hội, thường xuyên tham dự các bữa tiệc lớn. Mặc dù sự nghiệp thành công và nhận được nhiều sự chú ý, nhưng ông Jocheau vẫn cảm thấy bản thân thật trống rỗng. Ông ấy nói: "Tôi kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi không hạnh phúc. Tất cả chỉ là khoe khoang, tự cho mình là trung tâm và những thứ tương tự. Tôi cảm thấy tâm hồn mình như khô héo. Khi tôi ở một mình, tôi sẽ nhìn lên bầu trời và chút tiếng lòng của mình vào vũ trụ. Tôi thường nghĩ làm thế nào mình mới có thể trở thành một người tốt? Người tốt là người như thế nào? Có con đường nào hướng dẫn tôi thành người tốt không?" Ông Jocheau đã có câu hỏi như vậy ngay từ khi còn trẻ. Lúc đó, ông thường nghĩ tại sao con người lại mắc bệnh, tại sao họ chết và ý nghĩa của sinh mệnh là gì? Ông nói: "Tôi đã tìm kiếm cả đời mình. Tôi bắt đầu đọc rất nhiều, cả đạo giáo và Phật giáo." Ở tuổi 20, ông Jocheau bắt đầu sống tự lập, có nhiều tự do hơn nên ông đã đi xa hơn để tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh. Ông đến thăm tu viện núi Athor ở Hy Lạp vì ở đó có nhiều tu sĩ chính thống giáo người Bulgari, Nga và Hy Lạp. Ông ở lại tu viện 4 ngày, 4 đêm và thảo luận rất sâu sắc với các tu sĩ. Ông ấy nói: "Trải nghiệm đó thật mỹ diệu, nhưng tôi cảm thấy đó không phải là con đường mà tôi sẽ đi. Đó không phải là chân đạo cuối cùng mà tôi đang tìm kiếm." Tuy nhiên, ông ấy vẫn tiếp tục đọc nhiều kinh sách khác nhau, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và lý trí.
ông cũng chăm chỉ học tập, bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một nhà tạo mẫu tóc vào những năm 1980, sau khi tốt nghiệp Đại học Victoria ở Melbourne về chuyên ngành trang phục, trang điểm và làm tóc. Cuối cùng, ông đã tiến vào Hollywood ở Los Angeles, dần dần chìm đắm trong cuộc sống vật chất và bắt đầu sử dụng chất kích thích trong các bữa tiệc. Tôi tiệc tùng ngày càng nhiều, bởi vì vào thời điểm đó tôi đang sống một cuộc sống hời hợt. Những hoạt động này mang lại cho tôi niềm vui. Tôi bằng lòng với hưởng thụ vật chất và những hoạt động xã hội đạo đức giả. Do phải làm việc nhiều giờ vất vả và phải liên tục di chuyển nay đây mai đó, cộng với những năng lượng tiêu cực xấu xung quanh, tôi bắt đầu dùng ma túy. Điều này đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối nghiêm trọng. Năm 2002, ông Jokju gặp phải một khủng hoảng lớn khi tham gia quay một chương trình kéo dài 10 ngày ở quần đảo Fiji thuộc Anh. Từ đó đã học được bài học nhân sinh đau thương nhất. Ông Jokju đột ngột dừng ma túy và không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trong 10 ngày. Tuy nhiên, làm được nửa chừng, ông ấy cảm thấy đau đớn khó chịu đến mức không thể ra khỏi giường và tạo kiểu tóc cho người mẫu. Một chuyên gia trang điểm buộc phải thay ca cho ông ấy. Ông Jokju nhớ lại trải nghiệm cận tử đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. Ông ấy nói, tôi nhớ mình đang nằm trên giường và cảm thấy mình thoát ra khỏi cơ thể. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, ý thức rõ ràng nhưng không sợ hãi, rất bình tĩnh, tự do tự tại. Tôi biết mình sắp chết, tôi biết mình đã rời khỏi cơ thể. Đó là một khung cảnh kỳ lạ. Tôi thấy một ánh sáng và tôi bay lơ lửng về phía đó. Tôi nghe thấy một giọng nói trầm, dường như đến từ Thượng Đế. Dường như đó là âm thanh phát ra từ nhiều chiều, giống như âm thanh nghe thấy trong phim. Vì vậy, khó mà mô tả. Âm thanh nói với tôi, con lạc lối, chúng ta đến đón con. Tôi nhìn lại cuộc đời mình và biết rằng mình đã lạc lối. Tôi nhận ra mình đến thế gian là có lý do và sứ mệnh, chỉ là chưa tìm thấy thôi. Tôi nói, hãy cho con một cơ hội nữa, con vẫn chưa sẵn sàng rời đi. Xin hãy cho con thêm một cơ hội nữa. Ngay sau khi tôi phát ra suy nghĩ đó, thực sự là một suy nghĩ từ tận đáy lòng. Tôi bắt đầu quay trở lại cơ thể của mình. Tôi mở mắt và cảm thấy tốt hơn nhiều. Ông Jokju ngừng sử dụng ma túy hoàn toàn khi trở lại Los Angeles. Ông nói rằng những người được gọi là bạn bè chơi cùng ma túy đó cũng không còn qua lại với ông ấy nữa. Khi đã kiệt sức và không còn hứng thú với mọi thứ, ông ấy muốn đi tu. Nhưng ông biết rằng con người có thể quá khó khăn để có thể thăng hoa nhanh chóng trong một môi trường xã hội trùng trùng cám dỗ như hiện nay. Đồng thời, ông cũng cảm thấy rằng tu viện không phải là nơi dành cho ông. Ông có trái tim khiêm tốn và khát vọng tìm thấy ý nghĩa đích thực của nhân sinh. Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Hollywood, ông Gabriel Jokju luôn tin vào một câu nói xưa. Khi đồ đệ sẵn sàng, sư phụ sẽ xuất hiện. Mọi chuyện mà người ta gặp đều không phải là ngẫu nhiên. Ở tuổi 32, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Hollywood từng bỏ mọi thứ và trở về sống với bố mẹ ở Úc. Trong 4 tháng đầu tiên sau khi trở về nhà, ông sống như một ẩn sĩ. Chẳng bao lâu, ông thấy mình không muốn quay lại Hollywood, vì vậy ông đã đặt cọc và mua một căn hộ ở Brisbane, Úc. Ông cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thay đổi hướng đi của cuộc đời mình và bắt đầu tìm việc. Ông Jokju, người đã thành danh ở nước ngoài, đã tìm được công việc đầu tiên ở Úc với vai trò quảng cáo truyền hình cho một đại lý ô tô. Trong lúc làm việc, ông có cuộc trò chuyện ý nghĩa với một chuyên gia trang điểm. Ông nói, xuất thân của cô ấy cũng giống tôi. Cô ấy từng đi du lịch vòng quanh thế giới với một ban nhạc rock lớn. Cô cũng cho biết mình bị mắc bệnh viêm ruột mãn tính từng vùng, một căn bệnh hiếm gặp và không có thuốc chữa. Chuyên gia trang điểm nói với ông Jokju rằng cô ấy đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói, một trong những điều thu hút tôi nhất đó là công pháp này là tính mệnh song tu. Tôi thực sự rất thích cách cân bằng này bởi vì phương pháp tu luyện thông thường chỉ tập trung vào một phương diện. Tôi cũng thích nguyên lý cơ bản của môn tu luyện này,
đó là chân, thiện, nhẫn. Ngoài ra, học và luyện các bài công pháp này là miễn phí. Điều này đã chạm đến nội tâm ông, và nhà tạo bốc tóc nổi tiếng Hollywood, ông đã đến một công viên vào thứ hai để học 5 bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Công. Khi nhớ lại cảm thụ học luyện công, ông nói: "Bài công pháp này thực sự rất mạnh mẽ. Khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, tôi đã phản ứng rất mạnh. Tôi gần như ngất đi. Tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và tôi hít một hơi thật sâu. Tôi hiểu đó là vì những thứ không tốt được bài xuất ra khỏi cơ thể tôi. Sau vài phút thì tôi ổn." Tôi đã rất ngạc nhiên và nói: "Ồ, ổn rồi." Tôi đứng dậy và hoàn thành động tác và sau đó nghĩ: "Có một thứ gì đó thực sự mạnh mẽ ở đây, mình cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra." Sau đó, ông Jokju đề xuất với các học viên tại điểm luyện công rằng ông muốn đọc sách Pháp Luân Công. Thưa quý vị, đây là câu chuyện của 21 năm trước, và người đàn ông tài hoa này đã tu tập Pháp Luân Công được hơn 21 năm rồi. Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Hollywood Gabriel Jokju chia sẻ: "Pháp Luân Công đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi." Ông nói rằng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh viêm phế quản, vẹo cuộc sống và bệnh trầm cảm của ông đều biến mất. Ông Jokju nói: "Vì bị vẹo cuộc sống nên tôi thường xuyên cảm thấy đau nhức trong người và không thể ngủ được trong một thời gian dài vào ban đêm. Vì vậy, khi tôi mới bắt đầu luyện công, chỉ cần tôi ngồi đả tọa và luyện theo động tác, khi đứng dậy thì cơ thể sẽ phát ra âm thanh rắc rắc. Sau đó thì không còn đau nữa, như thể đã biến mất và chưa từng tồn tại vậy. Đã có rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra." Ông nói tiếp: "Sau khi tu luyện, tôi trở nên bình hòa, tích cực và cuộc sống của tôi như quay ngược 360 độ. Ông nói rằng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả những câu hỏi nhân sinh vốn theo ông dai dẳng từ nhỏ đã được giải đáp. Ông nói, nó giống như một bộ trò chơi ghép hình, giải từng mảnh một và cuối cùng tất cả đều được giải. Đó là các câu hỏi về tín ngưỡng tôn giáo, năng lượng, vũ trụ, ý nghĩa nhân sinh và mối liên hệ giữa chúng với con người." Ông Jokju cũng nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy nói rằng không thể tin được khi lần đầu tiên nghe về những hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy. Ông nói rằng chính phủ của nhiều quốc gia đã nhắm mắt làm ngơ trước các hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì lợi ích kinh tế. "Tôi thực sự thắc mắc về vấn đề này. Phản ứng lúc đó của tôi là làm sao một điều tốt đẹp và hữu ích như vậy lại có thể bị bức hại. Nhưng khi nhìn lại lịch sử, tôi nhận ra rằng Socrates, Đức Giê-xu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, về cơ bản họ đều bị bức hại. Vào thời điểm đó, tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng những người thay đổi xã hội về mặt tinh thần lại bị bức hại." Cuối cùng, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Hollywood nói: "Tôi muốn mọi người trên khắp thế giới đều biết đến lợi ích của Pháp Luân Công và tình hình thực tế ở Trung Quốc." Sau khi hồi phục sức khỏe và tìm thấy ý nghĩa nhân sinh, ông Jokju quyết định quay trở lại vòng tròn lớn hơn đó để có tác động tích cực đến những người dân ở đó. Đầu tiên, ông làm việc ở Hy Lạp một thời gian, sau đó đến Ấn Độ. Trong 11 năm qua, ông đã hợp tác với một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và thời trang. Kể từ khi ông chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn để chỉ đạo tư tưởng của mình, khi đối mặt với thử thách, đều có thể nhìn thấu bản chất và đối đãi bằng sự kiên nhẫn và từ bi. Cho dù lịch trình làm việc dày đặc, ông vẫn toát ra một năng lượng tích cực. Ông ấy nói rằng mọi người xung quanh khen ngợi ông luôn có nụ cười ấm áp. Ông nói, "Tôi không còn để trong lòng một số việc, không còn quan tâm nữa mà nhìn mọi thứ với thái độ bao dung và thiện hơn. Ngay cả khi có năng lượng tiêu cực xung quanh, tôi sẽ không bị ảnh hưởng. Bất kể tình huống nào, tôi cố gắng đối xử với người khác bằng thiện tâm và từ bi. Tôi nghĩ mọi người đều nhìn thấy tất cả những điều này." Dù làm việc nhiều giờ và ngủ ít, ông Jokju vẫn cống hiến hết mình cho từng hạng mục công việc. Ông Gabriel Jokju rất đa tài. Ngoài thành công rực rỡ trong lĩnh vực tạo mẫu tóc,
ông còn thử sức với diễn xuất. Ông ấy đã đóng một vai khách mời quan trọng trong bộ phim Bollywood Dark Cut và đóng một vai trong những đệ tử chính của Suresh trong bộ phim tài liệu độc quyền Bí mật của Suresh do Xbox TV quay ở Hy Lạp. Khi bộ phim tài liệu được phát hành, ông đã rất sốc và thậm chí rơi nước mắt vì bộ phim đã khắc họa sâu sắc hành trình truyền đạo đầy cảm động của Suresh. Tôi thậm chí không chú ý đến biểu hiện của mình. Tôi chỉ thấy vui vì mình có thể tham gia một chương trình gắn kết mọi người như vậy. Một chương trình đã mở rộng tầm mắt của mọi người và giúp họ tìm thấy ý nghĩa nhân sinh sâu sắc hơn. Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Hollywood, ông Gabriel Jocru nói, thật mãn nguyện và hài lòng khi có thể làm những điều ý nghĩa quan trọng đối với nhân loại, có thể xây dựng những điều tốt đẹp, có thể giúp đỡ mọi người theo một cách nào đó. Thưa quý vị, câu chuyện của ông Gabriel Jocru thật tuyệt vời và ý nghĩa. Trong số hàng tỷ con người trên thế giới, có lẽ ông cũng là quá may mắn. Những trải nghiệm sâu lắng mà ông chia sẻ, chúng tôi tin rằng nó sẽ hữu ích với quý vị trong một thời điểm nào đó của cuộc đời. Một lòng thành kính và hướng thiện, ắt trời xanh không phụ lòng người. Và câu chuyện trên cũng đã khép lại chuyên mục của TCT Khám Phá ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đặng Hiểu, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Hương đẹp bắp thật kỳ diệu, đó là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp. Sức khỏe của tôi cực tốt. Tôi không phải gặp bác sĩ suốt 15 năm qua, không phải uống viên thuốc nào dù là Aspirin.